Có bao giờ bạn thấy rằng trong gia đình mình có rất nhiều năng lượng tiêu cực và năng lượng tiêu cực đó nó chẳng đến từ ai xa lạ, đôi khi nó đến từ chính bản thân mình. Bạn đã từng trải qua những biến cố trong gia đình chưa? Có bao giờ bạn thấy rằng trong gia đình mình có rất nhiều năng lượng tiêu cực và năng lượng tiêu cực đó nó chẳng đến từ ai xa lạ? Đôi khi nó đến từ chính bản thân mình. Những lúc mình không làm chủ được cảm xúc, những lúc mình thấy có những tổn thương trỗi dậy. Cũng có những khi bạn thấy ở người bạn đời của mình cũng có những lúc khó chịu, có những lúc bế tắc, có những lúc bất an như thế. Rồi các con của mình, rồi cha mẹ của mình. Bạn biết không, bản thân Tuệ An cũng đã từng trải qua những giây phút mà ở trong gia đình của mình cũng vô cùng ngột ngạt, bất an và nhiều năng lượng tiêu cực đến thế. Và cuối cùng, tôi đã từng định buông xuôi chính gia đình đó. Tôi đã từng chọn trốn chạy, chọn né tránh, chọn không chịu đối mặt về vấn đề. Tôi đã từng nghĩ, thôi cứ kệ đi. Thế nhưng cuối cùng tôi thấy mình chẳng thể nào kệ được. Khi mỗi ngày trôi qua, mình đều phải sống chung với người bạn đời mà mình nhìn người ấy trầm cảm hơn mỗi ngày, thậm chí tiêu cực hơn mỗi ngày, hay than phiền mỗi ngày. Thấy người đó không còn sức sống nữa. Rồi mình cũng sợ rằng con cái của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng như vậy. Thế nhưng đôi khi nhìn lại chính bản thân mình, lúc đó tôi lại không tự tin rằng mình có thể làm được, mình có thể vực dậy gia đình của mình. Bởi vì tôi thấy mình cũng là một bà mẹ sau sinh, mình cũng vừa mới sinh xong em bé thứ hai được có vài tháng thôi. Và mình cũng thấy mình tiêu cực, mình trầm cảm, thậm chí có những lúc tôi kiệt sức và muốn ngã quỵ. Nhưng bạn biết không, có lẽ nó là bản năng của một người mẹ, nó là bản năng của một người vợ, bản năng của một người phụ nữ. Bởi vì phụ nữ sống rất nhiều bằng tình thương. Phụ nữ luôn luôn coi trọng tình thương và các mối quan hệ gia đình. Lúc đó tôi đã đánh cược một lần. Tôi đã đánh cược xem mình có thể vững vàng hơn không? Mình có thể thay đổi chính bản thân mình không? Mình có thể giúp đỡ cho gia đình của mình không? Và lúc đó tôi chọn, tôi sẽ là người đứng lên. Tôi sẽ là người đứng lên cho chính mình. Tôi sẽ là người đứng lên cho chính gia đình của mình. Tôi sẽ từng bước một kiến tạo lại sự hạnh phúc trong các mối quan hệ. Và cuối cùng tôi đã làm được. Nghĩ lại thì đó vẫn là một chặng hành trình dài. Bắt đầu từ những năm 2016, 2017 cho đến thời điểm này là năm 2024 rồi khi tôi đang quay video này. Nhưng tôi thấy rằng chặng hành trình đó tuy dài, tuy nhiều gian nan nhưng rất đáng để đi. Suy cho cùng, mỗi một gia đình sẽ không thể nào trống vắng được những người có vai trò là một nhà chữa lành. Bởi vì nếu thiếu đi những người chọn mình là một nhà chữa lành, chọn mình là người sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình đó, thì chắc chắn gia đình đó sẽ khó mà có thể vượt qua được những cơn biến động, những mâu thuẫn trong mối quan hệ, hay những khổ đau và những bất an. Và liệu ai trong gia đình bạn sẽ chọn trở thành nhà chữa lành đây? Ai trong gia đình bạn sẽ chọn trở thành người đứng lên vì chính gia đình của mình đây? Nếu như không phải là bạn thì sẽ là ai đây? Nếu như không phải là lúc này thì sẽ là bao giờ? Và tôi cũng đã từng hỏi mình hai câu hỏi đó. Và sau khi tôi hỏi xong á, tôi chọn là tôi và là ngay bây giờ. Và vào giây phút đó tôi chọn đứng lên để trở thành người gieo hạnh phúc cho chính gia đình của mình. Và lúc đó tôi hỏi tiếp, thế vậy thì làm thế nào đây? Tôi phải là một người hạnh phúc trước tiên. Tôi phải kích hoạt trở lại những năng lực chữa lành tự thân của mình. Nhưng bằng cách nào? Tôi không đối đầu với những sự khổ đau nữa, nhưng tôi cũng không né tránh nó nữa, mà tôi đối mặt với nó bằng những sự tử tế, bằng tình thương. Và tôi bắt đầu khơi dậy những hạt giống yêu thương bên trong mình. Tôi bắt đầu dành cho mình những khoảng thời gian nhỏ thôi để tôi dậy sớm hơn một chút. Tôi đọc sách mỗi ngày. Để tôi dậy sớm hơn một chút, tôi ngồi tĩnh lặng mỗi ngày. Tôi cảm nhận từng hơi thở, cảm nhận từng tế bào. Và lúc đó tôi đã bắt đầu rèn luyện lại được sự tỉnh thức của bản thân. Và tình yêu thương bên trong mình nó bắt đầu được trỗi dậy. Nói thật với các bạn, lúc đó tôi không hiểu và tôi cũng không biết cách gọi tên những cái thứ đó. Tôi chỉ biết rằng, à, tôi phải dành thời gian cho bản thân. Mà một bà mẹ như tôi để dành thời gian cho bản thân thì cần phải dậy sớm hơn. Cái lúc mà con của tôi chưa dậy, cái lúc mà chúng chưa phải cần tôi đưa đến lớp. Thế là tôi bắt đầu dành những khoảng thời gian đó để kết nối lại với chính mình. Và khi trái tim tôi bắt đầu rộng mở hơn, tôi bắt đầu chứa đựng và chấp nhận được người bạn đời của mình. Tôi hiểu rằng anh ấy cũng có nhiều nỗi khổ đau.
tôi hiểu rằng anh ấy cũng là một đứa trẻ bị tổn thương khi lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ không hạnh phúc với nhau. Và thế là tôi học cách trở thành nhà chữa lành của anh ấy bằng một cách vô cùng đơn giản thôi, đó là bớt nói lại và lắng nghe anh ấy nhiều hơn. Tôi chủ động quan tâm anh ấy nhiều hơn, chủ động thấu hiểu những lần mà anh ấy khó chịu hay những lần mà anh ấy nói ra những điều khiến cho mình tổn thương. Và lúc này, chính sự thấu hiểu, chính sự lắng nghe đó đã giúp đỡ chúng tôi gắn kết lại với nhau. Bằng video này, tôi muốn truyền cảm hứng đến bạn. Không gia đình nào là sẽ không trải qua sóng gió. Bởi vì chỉ khi trải qua sóng gió, chúng ta mới có thể thấu hiểu nhau hơn mà thôi. Thế nên, khi đã ở trong sóng gió, gia đình của bạn rất cần có một người đứng lên, rất cần có một người hạnh phúc, rất cần có một người chọn trao hạnh phúc và chọn trở thành nhà chữa lành cho gia đình của mình. Bạn sẽ rất khó có thể tìm kiếm một nhà chữa lành bên ngoài cho gia đình của bạn, bởi vì không ai tốt hơn sẽ là chính bạn. Những người ở bên ngoài, những huấn luyện viên, những chuyên gia đào tạo, những nhà chữa lành có thể dạy cho bạn cách để bạn tự kích hoạt lại được năng lực chữa lành tự thân, và rồi bạn cũng sẽ hỗ trợ cho gia đình của mình. Đó là cách mà Tuệ An cũng đã làm với những học viên của mình trong suốt thời gian qua. Bởi vì tôi biết một điều chắc chắn, không ai sẽ thương gia đình của bạn bằng bạn, cũng không ai sống cùng gia đình của bạn nhiều bằng bạn, cũng không ai hiểu gia đình của bạn bằng bạn. Thế nên, hy vọng rằng sau những chia sẻ này, bạn sẽ chọn trở thành một người gieo hạnh phúc, trở thành một nhà chữa lành cho chính gia đình của mình. Còn nếu như bạn cần thêm những kiến thức, những kỹ năng, những cái chuyên môn để bạn biết cách làm như thế nào để kích hoạt trở lại năng lực chữa lành tự thân, làm như thế nào để có tầm ảnh hưởng, làm gương và giúp đỡ cho những người thân thương của mình, bạn có thể tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu Người Gieo Hạnh Phúc nhé.